Những cuộc đụng độ không cân sức. Đây là hổ Bengal, một trong những loài mèo lớn nhất của gia đình mèo lớn, nặng đến 300 kg và dài đến 3,6 m. Gấu lười hay còn gọi là gấu lợn, có kích thước nhỏ hơn gấu xám Bắc Mỹ và gấu Bắc Cực, nhưng lại có một tính cách cực kỳ hung dữ khi có thể solo với một con hổ Bengal. Nhưng lý do mà gấu lười cố gắng chiến đấu bởi vì những con hổ đã để ý và sẽ ăn con của chúng. Mặc dù biết rằng một con gấu lười không thể nào chọi lại một con hổ, nhưng con gấu mẹ này đã liều mạng chiến đấu đến nỗi con hổ e dè và bỏ đi nơi khác. Điều này không có nghĩa là lúc nào hổ cũng bỏ chạy vì những con gấu lười. Trong trường hợp này, gấu mẹ đã gom hết sự dũng cảm, đứng lên dùng móng răng vuốt tra đũa lại con hổ, buộc nó phải rút lui. Mặc dù gấu lười là động vật chuyên ăn trái cây, kiến và mối, trong khi đó hổ Bengal nằm trong những loài mèo hoang dã lớn nhất thế giới, đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng cũng vì tình mẫu tử thiêng liêng liều mạng bảo vệ con của mình, gấu lợn đã thực sự làm nên một câu chuyện khó tin.